Này Khánh Hỷ, ta nói nhân duyên do phó kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mặc dù trải qua trăm ngàn đại kiếp cũng không cùng tận, giống như ta đã là đại sư của các ông, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng là đại sư của các ông. Các ông cùng trời người cung kính tôn trọng ta, thì cũng nên cung kính tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Cho nên này Khánh Hỷ, ta dùng vô lượng phương tiện thiện xảo do phó kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này cho ông. Ông nên thọ trì đừng để quên mất. Nay trước trời người Atula vân vân vô lượng đại chúng, ta đem Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này giao phó cho ông. Ông hãy thọ trì đúng đắn, đừng để quên mất. Này Khánh Hỷ, nay ta nói thật cho ông biết, người nào có lòng tin thanh tịnh, không muốn bỏ Phật, không bỏ Pháp, không bỏ Tăng, không muốn lìa bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà chư Phật ba đời đã chứng, thì nhất định không nên lìa bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Như vậy gọi là pháp mà chư Phật truyền trao dạy bảo cho các đệ tử. Khánh Hỷ nên biết, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân ưa thích lắng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thọ trì đọc tụng thông suốt hoàn toàn, tư duy đúng lý, dùng vô lượng pháp môn để giảng nói cho người, phân biệt khai thị, trình bày kiến lập để họ hiểu rõ mà tinh tấn tu hành, thì thiện nam thiện nữ vân vân ấy mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, gần viên mãn trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật trí nhất thiết trí đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà sanh. Khánh Hỷ nên biết, chư Phật ba đời đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này mà sanh ra quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cho nên này Khánh Hỷ, nếu đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì phải siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là mẹ của các đại Bồ Tát, sanh ra các đại Bồ Tát. Khánh Hỷ nên biết, nếu đại Bồ Tát siêng học sáu pháp Ba La Mật Đa thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cho nên này Khánh Hỷ, ta đem sáu pháp Ba La Mật Đa đây lại giao phó cho ông. Ông nên thọ trì đúng đắn, đừng để quên mất. Vì sao? Vì sáu pháp Ba La Mật Đa là kho pháp bảo vô lượng của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, tất cả Phật pháp từ đây sanh ra. Khánh Hỷ nên biết, pháp giải thoát mà chư Phật Thế Tôn ba đời nói ra đều lưu xuất ra từ vô lượng pháp tạo của sáu pháp Ba La Mật Đa ấy. Khánh Hỷ nên biết, chư Phật Thế Tôn ba đời khắp mười phương cũng đều nương vào vô lượng pháp tạng của sáu pháp Ba La Mật Đa mà siêng năng tinh tấn tu học chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khánh Hỷ nên biết, đệ tử thanh văn chư Phật Thế Tôn ba đời khắp mười phương đều nương vào vô tận pháp tạng của sáu pháp Ba La Mật Đa mà siêng năng tinh tấn tu học, đã đang và sẽ nhập vào vô dư niết bàn. Lại nữa, này Khánh Hỷ, giả sử ông vì hàng thanh văn thừa nói pháp thanh văn, nhờ pháp này mà tất cả hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới đều đắc quả A-la-hán, thì vẫn chưa vì ta mà làm việc đáng làm của người Phật tử. Nếu ông vì hàng Bồ-Tát thừa mà giảng nói pháp tương ưng một câu Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, mới gọi là vì ta làm việc nên làm của người Phật tử. Đối với việc này, ta sanh lòng tùy hỷ sâu sắc hơn là việc ông giáo hóa tất cả hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới đều đắc quả A-la-hán.